quá dính cá hợp lý. Rồi rồi ai cái gì từ mày nó phải to đó, cái này gì nó chua là hợp lý. Còn cái sâu này dính dính cái đồ phải không, cái đồ dài lý một chú lên dĩa nữa dạ. Cá lóc nữa rồi, cá lóc nữa rồi, từ dài con này bự cái dài còn bự hơn con nãy nữa cha. Ngâm nó muối đi mẹ. Lấy muối ra để tôi lấy cho muối. Ngồi đâu có được đâu. Ông lên lên trên kia cho mà làm. Con gì được rồi. Mẹ cái ao đó mà nó một cá một đống, mẹ ông kia ông chài quá trời cá luôn mẹ. Ông kia ông chài ông cá nhiều quá, cái thấy con chà lại nè, cái ông da bộ ông nó không cá. Đi lại để cho nó nhảy. Đi. Giờ để anh chút đi. Thôi vậy con cha đi chặt chút chuối cái. Cha ở đây có hoa chuối nè. Kìa, có bông chuối nhỏ vậy được không trời? Chuyến quá.
rít, mình để gì nè vô nó vừa ấy mà nó chốc dưới rít nè, nó không có dính, nó sôi lên mà nó tơi ra, nó không có dính cục thịt, nó cũng không dính mà cá nó cũng dính, nó sẽ rờ sôi lên cái nó rờ ra. Cái này là xả nghệ hả mẹ? Xả nghệ của hành tím, tỏi, đậu chấm á. Xả nghệ của hành tím, tỏi, bầm nhuyễn á. Có thêm gì đâu mẹ, là chỉ có gì đây thôi. Không, mẹ tính bỏ ớt vô nữa mà sợ xào ớt á ha. Thật ra để ngồi bỏ sao. Như vậy là mình xào gì nè, cho nó thơm lên, cái mình nấu nó thơm lắm. Nó thử mùi tanh của đồng phải không? Ừ, cái đồng á. Thật thơm nó ngon. Yeah.
mình. Nó giống như là nó ngon lắm, giống như củ hủ dừa. Còn không, cái này giống như bắp chuối bình thường của mình vậy, mà nó ngọt. Nó ngọt nha. Bắp chuối hả? Cây cây chuối ngon, mình càng lấy cây chuối ngon càng ngon. Không, cây chuối già không có được. Cây chuối mà chặt quầy giờ là nó có cái lõi cứng ở trong, không có lấy được. Chỉ trừ ra cây chuối non thôi. Ông đó chà hai gái ba, hai tay lưới ba tay lưới ở đầy xô luôn rồi, đầy xô B40 luôn rồi, B thùng B luôn rồi.